Mình đang đứng tại Thiền viện Trúc Lâm, phương Nam ở Cần Thơ. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan Cần Thơ với những địa điểm ăn chơi, du lịch, giải trí hấp dẫn. Các bạn hãy chờ xem. Con nghe tiếng hay quá vậy. Đây là đàn đá được kỷ lục gia nghệ nhân Trương Đình Chiến đã làm. Đánh mọi cái nó ra tiếng ha. Mình cũng thử nè. Mình sẽ dùng những cái cục như này để đánh cái đàn đá này. Rồi hôm nay là chúng tôi đến Thiền viện Trúc Lâm, có gặp một bạn người dân địa phương. Mình muốn phỏng vấn các bạn khi đến đây thì mình thấy như thế nào? Thấy nóng thấy mẹ? Cưng quá à. Cái đoàn mình dừng chân nghỉ tại một góc đa. Trong chùa có quầy bánh dân gian do các cô các thầy làm công quả bán. Bác ơi, công viên á, bác chỗ nào gặp các bạn. Để em ghé nhà cho con nha. Ở trong chùa có tiếp tục đi thôi. Không biết gia đình mình hiện tại bây giờ đang ở đâu rồi. Bây giờ đi vô là đã lạc mất gia đình. Các bạn có thể thấy nhìn cái phần rất là đẹp. Thiền viện này được xây từ năm 2000 năm mấy, mình không biết, mình đến hôm nay rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đến hôm nay thì mọi người rất là đông, chắc có lẽ hôm nay là Tết. Em quay em dục sọc cho bên con có ăn gì chưa? Chưa. Đây là một con đường bên Thiền viện Trúc Lâm, thấy là thế. Rất là đẹp luôn. Hai bên đường trang trí những bức ảnh. Hai bên đường được đang trưng bày những bức ảnh nghệ thuật rất là đẹp. Mọi người đến đây tham quan rồi chụp ảnh, ai cũng muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp để khoe sương ở Facebook với mọi người.
lúc mình đi là chưa có cái công trình này là mới. 33 ứng hóa thân Bồ Tát Quán Thế Âm, công trình này là công trình mới, lúc mình đi vài năm trước vẫn chưa có. Phía trước vào là Diện Mạo Quán Âm, mình sẽ đi vòng bên đây nha. Các diện mạo của Quán Âm Bồ Tát. Du hí Quán Âm rất là nhiều luôn. Trung tâm là bức tâm thành chỉ một nén. Hy Lạc Quán Âm, Đức Vương Quán Âm, Trì Niên Quán Âm, Quá Trời Quán Âm. Trời hôm nay các bạn có thể thấy trong lành, trong xanh rất là đẹp luôn. Hiếm lắm mới thấy một cái Việt Nam mà trong xanh như vậy. Xe đậu bít cả lối đi. Bên trong chùa có cái vườn cây. Đây thì chắc những cái cây thuốc trồng rất là xanh luôn, tốt tươi. Nhìn chim hả? Ồ, bự quá, cái đuôi nó đẹp quá ha. Công hồi nãy nó đẹp lắm. Con chim công Ấn Độ. Vườn cây xanh ươm tốt tươi. Cây tùng Nam Mỹ. Cây cũng xanh ươm. Chùa có những nơi phục vụ nước uống cho mình. Thiền viện Trúc Lâm. Mình thấy bối cảnh nó rất giống những cái thiền viện Trúc Lâm khác. Hiện tại Trà Vinh cũng có một cái thiền viện Trúc Lâm, nhìn bối cảnh y chang luôn. Cả nhà đói bụng quá nên mọi người quất hết một hộp bún. Ngon má. Ngon không? Thôi, thấy mặt là biết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nói gì đâu, có tiền, có tiền, có đây có những cái sen lá lớn giống như cái chùa gì đó mà chưa thấy có người nào leo lên thử. Chắc mình làm người đầu tiên. Ông gũ gì vậy? Dạ. Con đi một vòng chơi, con không có ăn. Đa số mọi người là check in thôi chứ không có bước lên lá sen. Trải nghiệm bước lên lá sen thử coi nó như thế nào. Chợ chị đó bước mà chị đó không bước. À giờ chị đứng chụp hình thôi. Mọi người đói quá nên mọi người tấp vào một quán chay gần khu vực chùa để mọi người chọn một món chay. Không?